Đây khoảng 500 năm thời nhà Lê Trung Hưng, ở làng Bắc Trạch, Tổng Co Mại, huyện Chân Định, Phủ Kiến Xương, nay là thôn Bắc Trạch 2, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Một dòng họ vinh hiển, có tới hai thế hệ được liệt vào hàng bề tôi, tiết nghĩa của nhà Lê. Đó là dòng họ Phạm, với hai nhân vật nổi danh là Phiêm Quận Công Phạm Đình Sĩ và người con trai thứ của ông là Lân Dương Hầu Phạm Trần Thiện. Đến ngày nay, truyền thống trung quân ái quốc mà các bậc tiên tổ của dòng họ gây dựng và gìn giữ vẫn được các thế hệ con cháu đời nối đời kế tục và phát triển, làm rạng danh cho dòng họ Phạm trên đất làng Bắc Trạch cổ xưa. Các thư tịch cổ có ghi chép rằng vùng đất xã Vân Trường, huyện Tiền Hải trước chỉ là một vùng đất ven biển hoang sơ, không một bóng người. Cụ tổ Nguyễn Công Áng về đây, thấy đất đai màu mỡ, phong cảnh hữu tình nên đã dừng chân. Đi cùng ông những ngày đầu tiên, còn có các vị tiên công của dòng họ Phạm, họ Nguyễn, họ Lương tiến hành chiêu dân lập ấp. Gia phả của dòng họ Phạm làng Bắc Trạch không ghi rõ nguồn cội, nhưng các cụ truyền lại từ thời nhà Hồ, thế kỷ 15, cụ tổ của dòng họ đã đến Bắc Trạch khai hoang mở đất. Tính từ khi cụ tổ họ Phạm về lập ấp tại Tiền Châu khoảng 500 năm, đến nay dòng họ Phạm làng Bắc Trạch đã phát triển đến đời thứ 15. Đời thứ nhất, cụ Phạm Đình Trang. Đời thứ hai, cụ Phạm Đình Quế. Đời thứ ba, cụ Phạm Đình Nho, chính là thân sinh của Phiêm Quận Công Phạm Đình Sĩ. Truyền thuyết kể lại rằng, lúc bình sinh, Phạm Đình Sĩ không ưa bọn cường hào ở địa phương. Vốn tính nóng nảy cương thường, nên một số kẻ hiềm khích, dọa sẽ đào mộ thân phụ ông là cụ Phạm Đình Nho, cụ tổ đời thứ ba dòng họ Phạm. Lo sự việc xảy ra, ông di hài cốt thân phụ trong đêm tối, dông gió bão bùng, ông đành giấu đi cốt thân phụ vào bụi dứa. Sáng sớm ra, tìm thì thấy mối đùn thành mộ, nên mộ phần của cụ Nho cùng Phiêm Quận Công và phu nhân cũng là khung mộ phát tích của dòng họ, ngày nay được con cháu đời sau xây đắp tôn nghiêm. Người con nổi danh của dòng họ Phạm làng Bắc Trạch là Phiêm Quận Công Phạm Đình Sĩ, cụ tổ đời thứ tư của dòng họ. Ông sinh năm 1701, còn có tên gọi khác là Phạm Tôn Nhậm. Ông là con thứ của Đức Tổ Phạm Đình Nho. Tương truyền, ngay từ thuở nhỏ, cũng như lúc trưởng thành là một tráng sĩ, diện mạo khác thường. Vì không chịu nổi ức hiếp của cường hào ác bá, sau khi di chuyển hài cốt của cha mẹ đến nơi an toàn, ông đã bỏ làng ra đi. Lúc bấy giờ là thời Hậu Lê, niên hiệu Cảnh Hưng. Trong bối cảnh đất nước loạn lạc, thù trong giặc ngoài, ông đã gia nhập quân đội, phò vua giúp nước. Với tài năng, ông đã trực tiếp cầm quân đánh hàng trăm trận, diệt giặc ngoại xâm và dẹp loạn trong nước, được triều đình Hậu Lê trọng thưởng. Ban nhiều chức tước, đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, hữu đô đốc phủ đô đốc, đề đốc thần vũ tứ vệ quân, và được phong đến tước Phiêm Quận Công vào năm Cảnh Hưng thứ 13, 1753. Khi ấy ông 52 tuổi, triều đình ban thưởng 650 mẫu ruộng thế nghiệp ở 30 xã. Sau này, những người con trai của Phiêm Quận Công cũng đều đỗ đạt vinh hiển, làm rạng danh dòng họ. Cụ Phạm Đình Sĩ có 3 người con trai, 8 người con gái. Thế trong 3 người con trai thì 2 người được phong tước hầu. Thì tôi nghĩ rằng một gia đình mà 2 thế hệ liền mà có những người con được liệt vào cái hàng bề tôi trung nghĩa thì cũng ở Thái Bình cũng là hiếm. Khi Phiêm Quận Công qua đời, triều đình đã tấn phong cho ngài làm thái bảo, thụy hiệu là Trung Vũ. Được phong phúc thần hùng nghị oanh liệt, đoan túc cần khắc đại vương. Nhà vua xuống chiếu, xây lăng tẩm quốc tế trên khuôn viên rộng 3 mẫu và được truyền thần tạc tượng lưu lại cho hậu thế. Nơi đền thờ uy nghiêm đã được con cháu trùng tu tôn tạo trên nền nơi thờ tự cũ, được xây dựng từ đời vua Lê Cảnh Hưng, vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ.
đó là bốn tấm bia đá bằng chữ Hán Nôm, khắc ghi về các nhân vật có công trạng lớn của dòng họ Phạm. Bia Tiên Công Chế Văn dựng ngày 15 tháng 2 năm Cảnh Hưng 13, 1752. Bia Tiên Công Bi Ký hay Chân Định huyện Cao Mại Tổng, Bắc Trạch xã, Phạm Quận Công Bi Văn, lập ngày 28 tháng 6 năm Tự Đức 9, 1856. Bia Lân Dương Hầu Bi Ký hay Lê Binh Bộ Hiệp Lý Lân Dương Hầu Bi Ký và bia Hiệp Trấn Hầu Bi Ký hay Lê Tuyên Quang Hiệp Trấn Bắc Trạch Phạm Hầu Bi Ký. Trong đó, văn bia quận công người họ Phạm, xã Bắc Trạch, Tổng Cao Mại, huyện Chân Định do tiến sĩ Doãn Khuê biên soạn có chép rằng: bậc đại trượng phu ở đời lập công to sự nghiệp lớn mà giữ trọn vẹn được trước sau, làm rạng rỡ đời trước để đức cho đời sau thì có ít. Thời vua Lê Cảnh Hưng, thượng tướng là cụ quận công họ Phạm dấy lên trong lúc phong trần, lại làm nên cái mà người khác khó làm được. Vậy thì sự rèn luyện và chứa góp hẳn có từ gốc vậy. Tại đền thờ còn lưu giữ pho tượng Viêm Quận Công. Tương truyền chính là pho tượng được vua Lê Cảnh Hưng sai người tạc truyền thuần ông từ khi còn sống. Gian chính đền thờ là 8 pho tượng lính hầu bằng đá, cũng có niên đại từ đời vua Lê Cảnh Hưng. Trải qua các cái biến cố về thời gian, rồi mưa nắng, chiến tranh thì cũng đã bị một số hạng mục bị xuống cấp. Được sự chung tay của tất cả dòng họ trong và ngoài nước, các con cháu đi lại trùng tu tôn tạo lại cái cảnh quan, tất cả các quần thể là một nơi rất là đẹp đẽ để tạo nên một cái vẻ tôn nghiêm, để hàng năm mỗi ngày dỗ tổ là nơi quy tụ để về đây tri ân cùng với quê hương và với dòng họ. Công trạng và đức độ của Viêm Quận Công chính là phúc thần cho con cháu đời sau, nối tiếp truyền thống vinh hiền. Ông sinh được 3 người con trai và 8 người con gái đều làm rạng danh dòng họ. Con trưởng là Phạm Đình Y, là một vị tướng tài, cầm quân đánh giặc, giữ yên biên cương, được phong là anh liệt tướng quân, đô chỉ huy sứ Y Thọ Hầu, giữ chức hiệp trấn Tuyên Quang. Khi mất, được phong đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân tham đốc. Con trai thứ hai là Phạm Trần Thiện, vào năm đầu chiêu thống, giữ chức binh bộ hiệu lý, đề đốc tứ vệ ngự doanh Lân Dương Hầu, vì có công phò tá Lê Chiêu Thống lưu vong trên đất khách, được liệt vào hàng bề tôi tiết nghĩa của nhà Lê. Con trai thứ ba được phong hàm Hoàng Tín Đại Phu. Nói về Lân Dương Hầu Phạm Trần Thiện, hay còn có tên gọi khác là Phạm Tôn Lân, ông sinh năm 1758, khi trưởng thành đã phò vua giúp nước, trong 10 năm dẹp giặc loạn, ông đã lập được nhiều công lớn, phong đến chức Lân Dương Hầu. Khi nhà Lê suy vong, ông đã hộ giá vua Lê, gần 20 năm lưu lạc tại Trung Quốc. Người Trung Quốc phục tấm lòng trung nghĩa của ông, đã phong chức Kiêu Kỵ Hiệu Úy. Đến năm Gia Long thứ 3, Lân Dương Hầu đưa hài cốt của vua Lê về nước, làm lễ ở Thăng Long, sau đó đưa về xây lăng tại xứ Bố Vệ, tỉnh Thanh Hóa, nơi phát tích của dòng họ Lê. Ông được vua Gia Long xuống chiếu ban thưởng hậu và được quốc triều ghi danh trong sử sách là bậc trung nghĩa và bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Khi cáo lão về quê, Lân Dương Hầu mở lò luyện võ, môn sinh khắp nơi theo học. Trong đó có học trò xuất sắc là thủ lĩnh áo vải Phan Bá Vành. Phát huy cái truyền thống của tổ tiên thì nếp nếp các con cháu dòng họ Phạm, đình Nam Bắc Trạch đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người con của dòng họ đã hy sinh anh dũng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và hòa bình đập lại thì nghe theo tiếng gọi của Đảng, thì con cháu dòng họ Phạm đã trải dài khắp từ Bắc chí Nam, lao động, học tập và cống hiến cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Và gần đây nhất là trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới đấy, thì 100% bà con dòng họ đã có đóng góp sức người, sức của, hiến đất và tiền của để xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu. Ngày giỗ tổ hàng năm,
là ngày mà con cháu của dòng họ Phạm, làng Bắc Trạch từ mọi miền Tổ quốc trở về đoàn viên, tưởng nhớ, tri ân và báo công với anh linh các bậc tiên tổ, những người có công với làng xã, đất nước, dòng họ mà tên tuổi của các ngài còn được truyền tụng tới muôn đời sau.